trên 7 mà không bị bất kỳ một cản trở nào cho giao dịch tài khoản, thậm chí phát hành thẻ, lấy thẻ ngay, TPBank đều sẵn sàng hỗ trợ khách hàng bất kỳ thời gian nào. Trong thời hạn chế đi lại, ngân hàng khuyến khích sử dụng tiện ích trên các sản phẩm ngân hàng điện tử như mobile banking,